Nhận định của các chuyên gia cũng phần nào có cơ sở. Quý vị hãy cùng nhìn vào bức ảnh mà chúng tôi ghi nhận tại trong buổi ra mắt một dự án đô thị nghỉ dưỡng. Và sự nhộn nhịp này chứng tỏ nhu cầu đầu tư và phân khúc này vẫn ghi nhận rất tích cực trong bối cảnh hiện nay. Vậy đâu là cơ hội cũng như thách thức đối với sự phát triển của phân khúc này trong thời gian tới? Ghi nhận tại một trong những tỉnh thành đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư khi mới đây, đoạn đường cao tốc nối từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Phan Thiết đã được khởi công, giúp khoảng cách đi lại giữa hai địa phương này bằng đường bộ chỉ còn dưới 2 tiếng đồng hồ. Dự án đại đô thị nghỉ dưỡng quy mô lên tới 1.000 hecta, tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đô la Mỹ với nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà đơn vị này phát triển trong giai đoạn 2. Tôi mở rộng cái thị trường ra những cái khu vực có tiềm năng về du lịch, có đầu tư về hạ tầng giao thông, thì những cái sản phẩm của chúng tôi cuối cùng thì nó cũng là những cái ngôi nhà để bán, và khi đó thì khách hàng có thể lựa chọn để kinh doanh, để đầu tư. Nhiều chuyên gia đánh giá cao mô hình đại đô thị nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận. Thứ nhất là đánh trúng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm ngày càng cao của tầng lớp trung lưu, giới trẻ tại Việt Nam. Thứ hai là tỉnh Bình Thuận thời gian qua đang thiếu các sản phẩm du lịch đặc sắc. Do đó, đây cũng là giải pháp giúp thị trường du lịch tại địa phương này hấp dẫn hơn. Đối với các cái thị trường mà mới nổi thì có nhiều cái lợi thế cạnh tranh trong cái việc là chi phí giá, giá bán cũng như là cái giá trị bất động sản còn thấp, và chính vì vậy mà thu hút được một cái lượng nhà đầu tư cực lớn. Cũng như đối với các cái thị trường mới nổi này thì chúng tôi thấy rằng là có cái sự đầu tư về hạ tầng, quy hoạch cũng như là cái định hướng phát triển cũng rất là bài bản. Thực tế các vấn đề về đầu tư hạ tầng cũng đang là những thách thức không nhỏ cho phát triển của loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Điều này cần sự chú trọng đầu tư của cấp chính quyền địa phương. Về phía các cấp chính quyền, họ cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa. Việt Nam đã làm những việc lớn lao trong suốt thế kỷ qua để tiếp tục cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong hàng không, đường xá. Việc đảm bảo sự quan tâm đúng mực của họ đối với các địa điểm du lịch và tiếp tục đầu tư vào những nơi này cũng là yếu tố rất quan trọng góp phần làm cho thị trường nhà nghỉ dưỡng phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, với những tổ hợp dự án du lịch được đầu tư bài bản từ các doanh nghiệp, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, thị trường du lịch tại thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung được kỳ vọng sẽ lột xác trong thời gian tới. Hiện các dự án đô thị nghỉ dưỡng, ngôi nhà thứ hai đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư bởi các chính sách, giải pháp về tài chính khá hấp dẫn. Ví dụ như tại một số dự án tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư thậm chí mạnh dạn đưa ra cam kết khách hàng có thể nhận lợi nhuận đến 80% trong 5 năm. Tuy nhiên, đâu là yếu tố các nhà đầu tư cần lưu ý khi chọn second home? Ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia. Về góc độ của nhà đầu tư cá nhân thì phải nhớ là cái hoạch định chiến lược nó phải dài hạn. Nguồn vốn của chúng ta phải là một nguồn vốn cấu trúc nó phù hợp với cái sản phẩm về tài chính, với cái lực thanh toán tài chính của nhà đầu tư phát triển chuyên nghiệp, chắc chủ dự án lớn họ đưa ra thì mới nên. Chứ còn nếu không thì vốn mỏng mà lại muốn lướt sóng thì tôi nghĩ là chắc chắn không phù hợp với cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Gần đây thì chúng tôi thấy là một số cái dự án đang chào bán với một cái giá cũng không gọi là quá cao so với các cái khu vực đã phát triển khác, ví dụ như Nha Trang hoặc là Đà Nẵng, và cái giá cũng có một cái dấu hiệu gọi là tăng trưởng trong 2 năm trở lại đây. Nền kinh tế Việt Nam đang được dự báo vẫn tăng trưởng tích cực và có thể đạt được ngưỡng nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Và theo báo cáo của OLX, Việt Nam cũng là nước có tốc độ tăng lượng người siêu giàu nhanh thứ hai thế giới trong vòng 10 năm qua. Tầng lớp trung lưu cũng ngày càng nhiều hơn. Điều này dẫn đến những sự gia tăng về nhu cầu sống, trải nghiệm dịch vụ ngày càng cao hơn. Do đó, nhiều chuyên gia khẳng định những mô hình bất động sản nghỉ dưỡng như ngôi nhà thứ hai là nhu cầu thiết thực và là xu hướng tất yếu trong phát triển đô thị tại Việt Nam.